Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Mạc Hồng Quân Kỳ Hân đi quẩy cùng bạn bè sau tiệc cưới. Ngay sau khi tiệc cưới, cặp đôi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân cùng các khách mời đã tới một búp nổi tiếng trên đường Bùi Viện để ăn mừng tăng hai. Tối ngày 26 tháng 6, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã tổ chức tiệc cưới riêng tư với các khách mời hạn chế, những người bạn thân thiết của Mạc Hồng Quân tại câu lạc bộ Than Quảng Ninh và các chị em thân thiết của Kỳ Hân tại Venus đều có mặt để chúc mừng cặp đôi này. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ ấm cúng với nhiều màn trình diễn đặc biệt từ các khách mời. Sau tiệc cưới, vợ chồng Mạc Hồng Quân Kỳ Hân cùng các khách mời tới một búp có tiếng ở Sài Gòn để ăn mừng tiếp. Mạc Hồng Quân vẫn mặc bộ vest trong tiệc cưới tới thẳng búp cùng các đồng đội. Khách tiệp Ngọc Trinh cũng góp mặt trong cuộc vui này của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân. Nam cầu thủ tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái. Tiếp theo là những người bạn của cô dâu chú rể. Mạc Hồng Quân Kỳ Hân ôm nhau tình tứ. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.